Vâng, thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu phát triển phong trào toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy tại địa phương và đáp ứng yêu cầu 4 tại chỗ. Thời gian vừa qua thì các địa phương đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn và nâng cao chức năng nghiệp vụ cho lực lượng dân quân, dân phòng trên địa bàn. Và nhờ chính những hoạt động này mà đội ngũ đang dần phát huy được vai trò của mình tại các khu dân cư và sẵn sàng xử lý ngay từ ban đầu khi gặp các sự cố hỏa hoạn xảy ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Đây là một buổi tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân quân, dân phòng được Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội tổ chức. Ngoài những kiến thức được chia sẻ tại các lớp học tập trung, đội ngũ dân quân, dân phòng tại các phường sẽ được trực tiếp thực hành, thao tác, sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy. Nhờ những hoạt động này mà lực lượng dân quân, dân phòng đã chủ động hơn trong việc giám sát, ngăn ngừa cháy nổ ngay tại cơ sở. Chúng tôi được trên cho đi tập huấn và cho đi học cái tối thiểu nhất trong cái công tác phòng cháy chữa cháy này, chúng tôi đều nắm bắt được và đều thuần thục biết sử dụng những các cái kỹ năng và những các cái phương tiện đơn giản nhất, từ đơn giản nhất cho đến những các cái đơn vị hiện đại nhất mà bây giờ là ở phường, mỗi phường là đều được cấp về những các cái phương tiện như xe máy hoặc là máy bơm phòng cháy chữa cháy, là chúng tôi đều là biết nắm bắt và sử dụng. Những buổi thực tập thực tiễn này thì mình sẽ giúp mình có kinh nghiệm hơn, kiểu như mình sẽ được làm thực tế như là vừa rồng hay là lắp mặt đạn độc, mình sẽ có kiến thức hơn ạ, để truyền lại cho những người dân ạ. Nếu mà có một vụ ra thì đầu tiên thì em sẽ thông báo trước đối với 114, xong em tham gia công tác hỗ trợ người dân chữa cháy tạm thời, để chỗ nào đó lực lượng đến thì em sẽ cùng tham gia hỗ trợ họ, cái việc gì có thể hỗ trợ được sẽ hỗ trợ. Toàn quận Thanh Xuân hiện có 121 đội phòng cháy chữa cháy với trên 8.000 người tham gia. Trong số này, phần nhiều là lực lượng dân phòng. Sau khi được tập huấn, trang bị các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, lực lượng này thường xuyên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình tại khu dân cư. Học xong thì chúng tôi về có cái tuyên truyền ở khu dân cư, tất nhất là tổ dân phố trở lên. Để các ông ý, và ở cơ cấu chúng tôi là cái có đội này thì là trong bảo vệ đều có 21 tổ dân phố, thì có 10 ô cảnh sát, lấy cái hạt nhân ở đấy để các ông chí về tuyên truyền nhân dân để toàn bộ đấy để cách phòng cháy, và mỗi tổ dân phố đã đề ra là cái có cái tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy dán ở khu hội trường văn hóa chẳng hạn đấy, thế để bà con lại nhắc nhở để phòng cháy, và cũng động viên là từng hộ gia đình nên phòng là mua một cái bình CO2 đấy, bình nhỏ đấy, mỗi gia đình để 1-2 cái bình để khi phòng. Theo Công an thành phố Hà Nội, từ khi trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ cơ sở, nhất là lực lượng dân phòng, tình hình cháy nổ trên địa bàn đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, để triển khai đồng bộ, vẫn cần phải khắc phục một số hạn chế về kỹ năng chữa cháy, cũng như cách bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện. Các đội dân phòng ở các khu dân cư trong thời gian vừa qua thì cũng đã phát huy được những cái kết quả trong cái công tác phòng cháy chữa cháy, cái công tác mà tổ chức chữa cháy tại chỗ. Hàng năm thì Ủy ban dân quận Thanh Xuân cũng đã chỉ đạo công an quận để tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng. Cái thứ hai là hàng năm là tổ chức cái hội thi chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng. Thì qua các đợt tập huấn và hội thi này để nâng cao cái trình độ nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng. Cùng với việc hoàn thiện nâng cao kỹ năng cho lực lượng dân phòng tại khu dân cư, thời gian tới Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh hướng dẫn cho các gia đình biết sử dụng thành thạo dụng cụ chữa cháy để chủ động phối hợp với các lực lượng khi có hỏa hoạn xảy ra.